cục gạch thì trên nó leo đó. Bởi vì hôm qua rồi có người bác sĩ họ tư vấn, họ tư vấn là bây giờ cái giò của mấy con chó này là nó yếu dữ lắm. Xí xí vô con, để ta bắt con á nghe. Vô đó, thấy chưa, con đi với cho lớn nó sủa con, thấy chưa, thấy chưa, thấy không? Để tôi phụ chỉ cách con đi lên làm sao hả. Đây đây, biểu cây, biểu cây đi đâu đó, đi đâu về đó hả, đi đâu, đi đâu về đó, sư phụ nghe coi hả. À, đi đâu về già rồi đừng có kiếm anh nào hết nghe không, già rồi là chết tới nơi rồi heo. Không, để cho bữa nay cho ấm, cho nắng nó vô nó tôi mấy cái cây, đừng có đi kiếm anh nào nữa nghe. Nó đi vậy, nó đi xa, ba người tưởng đâu đó là con chó quan, nó cũng như ấy, họ mừng quá, họ xách sợi dây vậy mà nó dí, từ đó mình dí nó chạy tới đây, cái là nó sao nó sủa sùm, đứng sủa sùm nha. Cái là ra hỏi thằng đây hello, hỏi có cái gì không, cái nó đây nó muốn bắt cái rồi đấy, nó của mi mai 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 dạ cái nó thôi, nó xách sợi dây sẵn rồi, trời sủa quá trời sủa luôn, chạy từ ở tuốt chạy chạy ngời 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 về, nghe không, già là đừng có đi kiếm cho địch nha. Anh nhờ lạnh quá đây, thời lạnh quá không phải, nó già rồi nó run vậy thôi chứ không có lạnh đâu, sáng xúc miệng đánh răng ăn đổ có dạy nó, nói nè con à, chỉ nó nè, lụm ăn, ăn đổ kiếp sau nghèo lắm nghe, cái nghe có lúc nó nghe, cái ăn hết không có còn cái đổ nào hết trơn á, nè, cái này à, chỉ nó đây nè, sư phụ nuôi con cực lắm nghe, con đừng có đái trong nhà, sư phụ hốt cực rồi sư phụ giận, sư phụ đuổi nghe. 11 giờ rưỡi nó lại ngay ra cửa tôi đi cò rạc, nó chạy lọc cọc, nó kêu nó đi đái. Thế thầy mở ra. Mở ra là bừng quá rồi, thấy mở ra là nó lật lật lật, cái chạy lại cửa này là biết thầy, nó muốn. Thầy dặn nó đi, thầy dặn nó có gì thầy kêu thầy. Nói nó nghe ông ơi, có khi nó nghe. Thầy ra đây, ra đây ông bé. Ra đây ông bé đi đó. Nhưng mà bây giờ bác sĩ nói á, là con cái loại chó này cái giò rất yếu, mà đi cho nó lên với cái thiềm đó, thì nó sẽ lơ mơ, nó sẽ chặt cái chân đó. Cái răng của nó, đi lia răng của nó là 400 đồng. Còn mà nhổ răng của nó là 1.200. Ông thấy ghê không? Nhổ răng của nó 1.200. Còn hơn người. Bây giờ mới hỏi, hỏi nhờ cô dịch ra, cô điện cái số của bác sĩ đó, cô dịch cho mình nghe. Điện ba người á, cho mình nghe rõ ràng hỏi chứ bây giờ cái miệng nó bị hôi, giờ răng nó chắc nó già, nó hư răng vậy giờ. À, cũng như là thuốc sao ổng nó đeo xuống ổng lia 400 đồng, ổng cà ổng là 400, còn bây giờ nếu mà răng nào hư á nhổ sửa là sao nó 1.200. Bây giờ thôi cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Thôi ơi, ơi thôi con chịu thua thật ra giờ mỗi giờ phải mỗi đất răng thôi. Thầy chịu rồi chứ con chịu thua rồi. Con không đủ tư cách mà nói chuyện này nữa. Thằng con không dám đi làm nữa. Đi làm 400 ngàn. Răng không dám đi làm nữa. Con nói thật. Con răng nói thật mình có 950 mà không dám làm, đi làm mà nó thầy thấy không? Thôi con chịu thua. Thầy cứ phước đức. Cái này là phước đức rồi. Lại bây giờ thấy... biểu đừng có bệnh nghe, bệnh nó là... chết giờ nữa. Nó tự nó xấu nó khóc rồi thấy chưa? Hả? Còn thấy nó khóc không? Nó nước mắt nó kìa. Cái mắt nó tuồn tuồn rồi kìa, đâu có đuổi con đâu. Nó lạnh mà. Không phải, nó có khi nó biết, nó tưởng là mình nói xấu nó, mình đuổi nó. Anh đừng để nó lắng nghe, nó nghe nè. Là nước mắt nó kìa, nó nước mắt chảy rồi.
Thì ông lâu chưa? Ok. Cái phía 11 mà rưỡi đi đái đái xong cái vô. Sao lạnh vậy gắn? Sao lạnh vậy? Tao ôm mày vậy mà còn lạnh gì? Nó có lạnh, con chó nó có lạnh. Con chó nó có đề kháng, con chó nó đề kháng hơn con người, nó có lạnh. Nè. Mấy con chó nó nằm ngoài trời mà. Tội nghiệp, lật con già này ra lại vô dữ đâu. Biểu nó, mà hèn chi hôm nay bồng nó la là tại vì nó nhảy lên nhảy xuống bực thiều nó bị trật chân. Người ta nói con chó này cái chân nó, cái cẳng, chứ cẳng rất là yếu. Phải phải bắt cho nó đi thấp thôi. Cái hồi nãy bắt gạch chỉ nó nè, con nhảy xuống đây, rồi con mới nhảy xuống đây, con nhảy xuống đây, nãy giờ nhảy lên xuống hai lần thử đó. Nè hả? Nó biết nhảy á. Chỉ nó nhảy chỗ nào, có khi nó nghe. Có khi... ghét bà, được khôn lắm ạ. Thầy ơn xa cả tôi, mày phước đức cao mày rồi. Con thấy không, cái giò nó yếu dạ. Thấy chưa, cái đầu gối đó. Nghe, ấm không? Ấm rồi, ấm rồi đó. Điều đó thôi, giờ đừng có ăn thịt nữa nghe. Đừng cho nó hết kiếp này rồi kiếp sau rồi rút ngắn kiếp lại rủi còn kiếp nào đó thầy xin cho nó làm người sớm. Tặng ông này nặng để xe ăn mức tên hạnh nó tắt á. Dạ cảm ơn thầy. Tắm sáng à, xịt thuốc lông rồi xịt dầu thơm rồi đàng hoàng, mấy bà cho đủ loại đó. Vậy thật ra mà nói đúng là nó có duyên với thầy chứ. Không thật, thầy nghĩ là đúng không? Không ai bắt được nha. Chừng nào tôi đưa cho ai đó, rồi tôi đưa ông nhỏ, ông quen rồi nó cho đó. Chứ mấy bà rồi đợi đụng đó là đó, ba người mà dí nó, mà dí không lợi đó. Chạy về nó sủa, quá là sủa luôn. Nó sủa, nó gõ, nó kiểu giống như nó báo là nó có người dí nó đó. Đấy, mày có duyên với thầy lắm, được rồi, tôi cũng là cái duyên nào. Nghe mà nói vừa mà làm răng nó 1,200 tôi ớt nhẹ ngày trời ơi. Rồi, thầy đừng có nghiến ngợi cái chuyện đó. Răng mà 1,200. Còn đi trà răng thôi 400, đó. Trời ơi, nó hơi con người. Con người trà răng có 200 à. Không, mà có 80. Vậy hả? Dạ, cái chó 400 ông nội ơi. Một cái răng anh người 95 đồng 220. Đó, dỗ dàng như vậy đó. Ừ. Mà giờ thầy thấy nó 1,200-400 đó thôi, con xin lỗi thầy. Có thể nếu mà tuyệt tình mà nói mấy người mà tỷ phú triệu phú đó, người ta giàu có đó thầy. Người ta dư sức, người ta là tại người ta quý nó lắm. Nếu bây giờ bà này bà phải di chốt cái nhà này lại cho nó được đó. Giáo về không chừng, nếu bây giờ bà về nói cho tao nuôi mày phải bán nhà mày di chốt cho nó, tao phải nuôi cho tao bỏ. Cái bà thương lắm này. Có nhiều người di chúc nguyên cái gia tài. Nhất định có thầy. Tại vì con thổ tả không. Con chó đâu có thổ tả. Nên con người thổ tả chứ con chó không có thổ tả nghe thầy. Nhưng mà đâu có thưa kiện được hả? Ví dụ như bà di chúc rồi. Có thương... được chứ thầy. Đâu thưa kiện gì được thầy. Con cái nó đâu thưa kiện được. Có cha luật sư làm mà thằng này thầy. Nó có chứng nhận mà. Thầy làm sao mà thầy thưa kiện gì được. Có luật sư chứng nhận. Tên con chó là gì. Này xanh tháng đẹp bao nhiêu. Có người coi làm sao. Có người coi gọi là trông coi nó đó, thì người đó là đại diện đó, đại diện nó để mà lãnh tiền đó. Thì giờ bà làm cũng được, bà bảo để lại di chúc cho nó, và thầy trông coi vậy thôi. Rồi bây giờ nó chết giờ thì thầy toàn quyền. Giờ ở phương trời nào mình cũng không biết ha. Có bà trong mình điện viện nó phục mà nó không cho vô. Nó cho vô thầy ơi. Cái dịch bệnh cái nó bên Nhật bây giờ quá trời rồi phải không? Trời, đây Cali này không có chỗ mà... Không, Mỹ thì nó quen rồi. Giờ nó lại lên lại, nó nổi thêm cái biến chứng Covid khác á. Nó gọi là Covid-20, cái kia 19 cái gì? Giờ Covid-20 rồi. Lại bắt đầu Covid nữa rồi. Bên Nhật cái nó Nhật Bổn dữ lắm mà. Thôi bây giờ lo rồi không kịp. Giờ nghe... Tôi nghĩ thôi, vậy hôm qua nói với khán giả nó giờ thiệt. Tôi nói chân thành, không phải là nói gì giờ là coi như là giờ giảng nhớ ngày nào giảng ngày đó. Chứ bây giờ cái đầu có khi nói nhưng mà hết hai cái bộ kinh này á, đồng này vẫn giảng nhưng mà không có chuyên gì về kinh bộ đó. Về kinh bộ cũng giảng nhưng mà không chuyên về pháp số. Để giống như là nó hơi tâm lý một chút nhưng mà không có rời cái chánh pháp. Chứ tại vì suy nghĩ về cái pháp số Phật học á, thành ra nó có khi nó lộn xộn quá.
nó quên nhớ. Thôi thì chắc là sau là giảng kinh Pháp Cú nó dễ, nó không có pháp số nhiều. Pháp Cú là những lời kinh đầu và Đức Phật nói những câu á, nó không pháp số nhiều mà nó có câu chuyện. Ông nhạc sĩ Nguyễn gì đấy, Nguyễn Vĩnh Bảo chết rồi, 54 tuổi. Có người chết già, có người chết trẻ, ông thấy không? Mà ông Nguyễn Vĩnh Bảo này là ông tốt lắm, ông là người Đồng Tháp á, người Cao Lãnh Đồng Tháp á. Hồi xưa cái vùng đất đó gọi là Câu Lãnh, không phải Cao Lãnh. Tại sao? Tại sao? Cái thời đó dân tình cái vùng đó nó bị bệnh dịch, giống như bệnh dịch tả đó. Dịch tả nhiều quá. Rồi cái vùng đó hồi xưa là cái một số người gọi là khai khẩn này kia, thời giai đoạn đó, giai đoạn của các cái ông mà truyền đạo thư Công giáo á. Thì trong cái làng đó có một cái ông Câu, thì ông mới nguyện với giống như cái lòng tin ông đối với Đức Chúa đó. Ông mới nguyện là nếu như mà con mà có duyên Đức Chúa, mình nói theo danh từ đạo Phật đi, còn với đạo Chúa thì mình nói tôi không rành, cũng như có duyên mà Đức Chúa bổ xứ cho con ở vùng này á, để mà con hướng dẫn mọi người ở vùng này á, thì xin Đức Chúa cho con ban cho con một phép màu. Nếu như mà con thật tâm mà con cho con chết thế cho dân làng á, để cho dân làng hết cái nạn đại dịch đó thì cũng được nữa. Nếu lấy thân mạng của con, Đức Chúa có gọi con về để cho con trừng trị con cho thế cái dân làng nó cũng được. Thì ông Câu đó ông cứ một lòng, mà bây giờ tên gì thì tự nhiên đang nói đâu, từ trước đang nói vụ Nguyễn Văn Bảo, cái nói vụ này Nguyễn Vĩnh Bảo, thì sau nó y như rằng, thì sau cái bệnh dịch nó hết, nó từ từ nó hết, nó ngưng từ từ, thì cái ông Câu này ông cũng trở bệnh đại bệnh. Thì sau khi ông viên mãn ông chết thì dân làng ấy, thì người ta mới kính nhớ cái lời nguyện của ông đó. Thì người ta mới đặt lại là Câu Lãnh, là một ông Câu mà lãnh cái tội cho thế vậy, là giờ thế ba tánh trong vùng vậy đó. Không biết là sao đổi riết từ từ thành Cao Lãnh đó, chứ thật sự nó tên là Câu Lãnh, giống như đất nước mình là ly lâu chứ đâu phải là ly lâu. Tại vì từ bên Tàu họ nhìn qua cái bên cái thời đó giao châu giao chỉ đó, thì họ cho là cái cung sợ dầm ở cung ly, cho nên họ mới muốn lấy cái đó làm cái thành của một cái ấp của Tàu, cho nên mới đặt là ly lâu thành đó. Không biết sao mà cái tới thời đó, sau này tới thời Bà Trưng thì ông Điêu Quyền ông không biết là thời Bà Trưng sửa chưa, nhưng mà riêng ngày mà soạn giả đó thì ông sửa lại là bà Thanh, cô Thanh Nga có hát là coi lại trong cái tuần hát thì rõ ràng nay trước bàn thờ thiên, trước ngưỡng cửa ly lâu thành. Chứ thật sự là ly lâu. Lâu là cái đầu lâu á. Đó, thì tam sao thất bộ nha thầy. Thế chơi kể là nhiều người dịch giả, người ta muốn dịch theo ý của người ta nữa. Nên có những nhân từ mình phải hiểu, chứ mình không hiểu là mình rất hơn rất khô rất quá. Ví dụ như cái xứ mà ở Chợ Lách Bến Tre đó, hồi xưa nó thuộc Vĩnh Long á. Chợ Lách hả? Chợ Lách. Nó có một cái xã tên là xã Tân Thiền. Mà tiếng Thiền là nó phải có chữ ri đàng hoàng chữ C á. Mà nếu mà không có chữ R nó không trúng. Thế hả? Ừ. Mà chữ Thiền có chữ R nó cũng đồng nghĩa với gần trùng nghĩa với chữ Thiền của thiền định của đạo á. Thiền đó đó. Mà thành ra hồi đó, nay con, trong kinh nó câu là nay con dưng tấm lòng Thiền. Thì tiếng Thiền này nó phải có rê mới đúng nha. Còn tiếng Thiền định đó thì nó mới không có rê. Vâng, thì đúng rồi. Tại vì Việt Nam, cả chữ Việt Nam có mỗi chữ Diền. Cái củ Diền á, thì mới cùng âm với cái chữ Thiền đó. Cái đó gọi là Thiền, chứ không phải gọi là Thiền. Kéo dài cứ về cho gọi Thiền. Con xin tấm lòng Thiền, thì cái chữ Thiền ấy nằm phía sau, nó phải là có chữ rê. Chữ rê. Dạ. Dạ. Đấy.
cho nên có nhiều cái hiếm lắm, sửa tới sửa lui thành ra nó khai hà. Ví dụ như quy phạt, quy pháp, quy tăng, quy phạt bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngạ quỷ, quy tăng bất đọa bằng sanh, quy phạt cánh, quy pháp cánh, quy tăng cánh. Chữ cánh có nghĩa là rồi, mà mấy ông thầy đã không biết mà đặt bút sửa bậy vô. Quy phạt kính, quy pháp kính, quy tăng kính. Hồi đó mình cũng bắt trước thì nghe nó chữ cánh nó kỳ, phải không? Không phải, mà cánh nghĩa là gì? Rồi á. Chữ cánh là rồi, quy phạt rồi đó. Coi nó quy phạt rồi, coi nó quy pháp rồi, coi quy tăng rồi đó. Cái đó là lấy chữ nho ra chứ. Chữ nho ra chứ. Dạ, thì đơn giản chết. Chữ cánh nó thì ra cái bài nguyên văn, cái chữ Hán là quy phạt, cái quy pháp, quy tăng, quy phạt bất loại địa ngục. Quy phạt lưu túc tôn, quy pháp lưu dục tôn, quy tăng chúng tôn tôn, quy phạt cánh, quy pháp cánh, quy tăng cánh. Dạ, xong rồi đấy, vào quy rồi đó. Dạ, rồi đó. À, chữ cánh nói cái cánh không vậy? Kêu các vị mà quy phạt đi, quy pháp đi, quy tăng đi. Dạ. Quy phạt là đấng lưỡng túc tôn, là đấng mà lưỡng túc nó có hai nghĩa. Thứ nhất là đầy đủ phước đức và trí tuệ là hai. Thứ hai nên lưỡng túc là đôi chân, một cái bậc đại trượng phu đứng cao hơn mọi con người bình thường. Này là chân đứng chứ không có chân quỳ, mình là chân quỳ. Tại vì mình còn kẹt trong cái dòng thất tình lục dục, trong cái tà sắc danh thực thề đó, thì mình cũng là con người, nhưng mà con người mình cái chân nó hơi cà nhúng, cái khom khom, phải không? Cái tiếng nhơn vậy nè. Chữ nhơn nghèo thấy chữ nhơn nghèo hai chân, hai chân bẹt đó nè. Dạ. Còn cái chữ Phật đó là chân đứng thẳng vậy nè. Thế à? Dạ. Chữ Phật, chữ nhơn nghèo nè, chân dạ. Đứng cái chữ Phật hay những cái chữ mà tượng trưng cho cái trượng phu á. Dạ. Thì đứng là thẳng. Phải đứng thẳng cao đầu nó thành ra, cho nên ông nhớ là cái chữ phu, cái chữ dạ. Phu người đó lòi đầu đó. Thành ra quy Phật lưỡng túc tôn. Quy Phật là đấng đầy đủ hai chân cao, là đấng đầy đủ phước đức trí tuệ, muốn dịch nghĩa nào đó dịch. Quy pháp ly mà đúng chữ tàu nó biên chữ túc hay là cái gì? Túc là nghĩa là gì? Chữ túc đó nó biên chữ ra đàng hoàng, cái đó là chân hay là gì? Thật sự chữ túc đó là nó đủ, chữ đủ. Túc là đủ. Túc là đủ. Nhưng mà nó có sung túc á. Dạ, đó là sung túc đó. Sung túc là đầy đủ. Là đầy đủ đó, đầy đủ hai thứ đó. À, nhưng mà đây nhưng mà trong đó, trong đó nó cũng có bộ chân nữa. Có những chữ nó định từ hai năm, thí dụ như chữ không. Nhà vô á. Không, chữ không của đạo Phật không được viết chữ vô. Thế à? Bởi vì chữ vô nó đối với chữ có, không hiểu không? Chữ không của đạo Phật á là con người mà đào, thì nó biểu trưng cho cái tâm. Con người gì? Con người gì? Đào đất kia nè. Cái chữ tượng hình nó vậy đó. Dạ. Là cái mảnh đất mà có con người đứng đào sâu. Dạ. Đào sâu tâm thức á. Dạ. Thì nó cái này nó mới là không. Chứ mà viết cái chữ vô là trái khe, bởi vì cái chữ không đọc của đạo Phật á không phải cái chữ không này mà nó đối với chữ có. Thế hả? Không hiểu không? Chữ không của đạo Phật không 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 đối với chữ có. Chữ vô mới đối với chữ có, chữ không, bởi vậy cho nên tuyệt vời lắm. Là con người đào sâu cái tâm thức thành nó đó là chữ không. Cho nên quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Dài không. Dạ, chiếu cái ngũ uẩn giai không. Có nghĩa là hành thâm quán tự tại Bồ Tát là Bồ Tát quán tự tại. Dịch dạ. Nghĩa đi, hành thâm bát nhã là đi sâu vào con đường trí tuệ, nghĩa là đào sâu tâm thức không? Dạ. Mới chiếu kiến là thấy rõ ràng, soi sáng đó, chiếu kiến là soi sáng, thấy soi sáng thấy rõ ràng, ngũ uẩn giai không. Như vậy cái chỗ này không, cái chữ quán này nó không có nghĩa là ngồi đó tưởng tượng. Mình nhìn tỏ rõ, thấy rõ ràng chứ không nói mập mờ. Nó đồng thời cái chữ cái mà thành ra quán thế âm chứ không phải quán thế âm. Quán nó thấy rõ ràng, quán. Thấy rõ ràng không có gì ngăn ngại hết á. Chứ không phải mà quán là ngồi đó rồi tưởng tượng chia sẻ ra, không có. Thành ra chữ không của nhà Phật kia đó. Thành ra từ xưa giờ nhiều người cứ làm mà không mới đối chữ có đâu phải. Chứ không mà là không vô với là vô có. Thì nó nói như hữu vô ngã chứ cả có không ngã. Dạ sao nghe thì lúc đó mới dịch ra là không ngã, là bắt đầu mới dịch ra. Còn chữ không này nó lại khác như vậy đó. Như vậy chữ Việt mình lộn xộn chứ.
cái Hán này không lộn xộn vậy. Đúng rồi, chứ Việt lộn xộn. Tại vì không có chữ Hán, nói cái đây là cái chữ này nó không phải của Hán. Ngày xưa trước khi đời nhà Hán ra đời, cai trị thống nhất thiên hạ của lục Trung Hoa lục địa đó, thì cái chữ này không gọi là chữ Hán mà gọi là chữ văn tự vâng. Chứ không gọi là chữ Hán, gọi là văn tự. Sau này thì bắt đầu lên đời nhà Hán, tại nó thống lĩnh nó là giờ là để gọi mình nhắn như vậy quen rồi. Còn sang mình thì gọi mà còn gọi chữ nôm nữa, còn đổi thêm nữa nghe thấy. Nhưng mà hay là bởi vì cho nên ông bà mình hay là đổi chữ nôm với chết mình chuyện nhà Hán nó đau đầu đó, nó không biết mình viết chuyện gì sao giống chuyện của nó mà nó nghĩ không ra đó. Bây giờ tụi Nhật ở tụi Đại Hàn không biết như vậy. Thế như cái chữ mà gọi là ở tù phải không? À. Tự nhiên cái chữ tù cái cũng vẽ con người, cái chơi cái quất vô bố cái khung chân là ra dấu ở tù. Mấy Hán lúc đó mấy tàu đó nó hết hồn, nó chỉ gì kỳ vậy. Sao mà có con người đứng trong cái khung vậy nè, nó ra chữ tù. Cũng như ba cái chữ khẩu á thành cái chữ phẩm, mà bốn cái chữ khẩu nó gom nó thành chữ điền. Yeah. Muốn tả cái miếng ruộng đây chơi bóp cái miệng chơi vậy đó là đó. Cần có tượng hình này, tại vì hồi xưa nó chia khu ra đó, thì giờ nó muốn vậy cho đều thôi. Mà người xưa hay chứ, suy nghĩ ra hay nhiều cái đó. Ví dụ cái chữ tâm thấy không, chữ tâm viết làm sao? Yeah. Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tạo nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc tố Phật giả giao tha, làm cái dần trăng khuyết kia nè. Nó có ba chấm sao nè. Vậy đó mà phi mau tùng thử đắc tố Phật giả cho tha đó. Muốn làm kẻ băng lâu độ sừng cũng tâm, mà muốn là Phật cũng tâm đó. Thành ra chữ tâm muôn đời không nói hết. Mấy người mà học lơ mơ nói tầm bậy tầm bạ, nói hoài nó ba hồi tâm này ba hồi tâm kia, nó nói được. Vì tâm nó có nhiều thứ, nó 16 gọi là thập lục tâm. Mà nói gọn lại thì có hai thứ là chân tâm và vọng tâm. Thế thì có nhiều thằng nó học lơ tơ mơ, cái vụ thấy thằng kia nó làm tâm tôi đi răng xăng này kia nọ, giờ thì giống như tôi đi cho đời mà mọi cái con nọ nó làm như nó học dỗ lắm nha. Nó chơi nói tâm nào. Cái tôi nói this is nó đó. Cái chữ biết đi hết của tiếng Anh á, vậy chứ là cái chữ Phật á, dịch nghĩa là cũng chữ là chữ Phật á, nó đó. Mà nói gì nó như vậy cho nên nếu mà mình không thà tôi học một chữ thà ba chữ là this is, có hiểu sao hiểu. Đời đời. Cho nên cái người xưa á, ông thấy không, cái người xưa cái đạo đức nó hơn người nay á. Cái đạo đức họ gá vô từng cái chữ nghĩa, họ từng cái lời nói. Tôi hôm qua tôi giảng cái kinh Pháp Bảo Đàng á, tổ nói câu mình thấy thương làm sao á, tổ nói là gặp được pháp môn này là cũng do cái tập khí nhiều đời của ngươi, là vừa là cái pháp môn tổ dạy tổ nói đó. Thành ra trộn qua tôi giảng mà gọi là nó xin lỗi nhập thành nha, nhập giai giảng có bốn câu à, nhập giai à. Tại vì lý do là cái chỗ là cái lời ngộ pháp môn này là pháp môn nào, là từ thời chư Phật cho tới thời gọi là lời Phật ý tổ á, chỉ nhằm có một mục đích à. Là mục đích gì không, đánh vào tâm của tự tánh mọi người. Còn tới đời mình nó chơi đâu giặt, nó đánh ra không phải đâu đánh ra vô, ông thấy rõ ràng nó hay rồi. Bây giờ nó tại sao nó như vậy, ông thấy. Giờ mình nói cách nói chuyện người xưa nè, giờ tôi nói cái thời của ông bà mình thôi. Hồi xưa tới giờ ông bà mình muốn dạy con, mời con cái là bà, cái nghĩ của bà như vậy cháu thấy có đúng không, hay là con à, mà suy nghĩ của mẹ như vậy con mẹ nghĩ sao. Không, còn ngày nay không, mẹ nghĩ như vậy, mày cãi mẹ mày như vậy, cho nên như vậy. Mà cái giáo dục con ngày nay giờ cũng một cái lời nói, nhưng mà ngày nay nó thể hiện cái tôi hơn cái của tôi. Người xưa đó họ còn lót cái chữ của vô, tuy là cái chữ của đó nó có trong đó, nhưng mà nó thể hiện một cái tinh thần đạo đức và nó nhẹ đi cái bản ngã. Ông thấy chỗ đó không, như xưa ông nói chuyện ngang đó,
suy nghĩ của Đan là vậy, nhưng mà cuộc đời mình nó già dặn nó làm cho ông ngao ngá rồi, giọng độc tài Đan suy nghĩ như vậy đó. Hãy nghe Đan thì coi như Đan hợp tác, mà không nghe Đan thì Đan hợp tác thấy rõ ràng hai cái lối sống giữa người xưa và người nay không. Rồi tôi ngồi mà tôi phân tích từng chữ tại sao lục tổ nói vậy đó. Ngộ được pháp môn này do tập khí của các ngươi, là do nhữ, là nhữ là các ngươi chứ gì, chứ nhữ là ngươi, do nhữ tập khí do mà các ngươi đã từng gieo trồng, mà đã được cái phước gieo trồng phước báo căn lành, thì ngày nay ngươi học đạo để ngươi xây vào tự tán, thì ta mới khai ngộ cái chỗ đó cho, để ngươi chỉ dùm cho ngươi, để ngươi vào khơi nguồn cho ngươi. Còn bây giờ mấy thầy giảng toàn là đẩy ra không à, ráng Phật tử ráng tu đi, rồi Phật lực gia hộ tới cho, ráng cúng dường đi để có phước, phải không? Rõ ràng là hướng bên ngoài, còn xưa không có đẩy vào bên trong. Nên là vậy tôi mới suy nghĩ tại sao mà người xưa đó vậy chứ mà dễ ngộ mà người nay khó độ. Bởi vì nói kiểu ngày nay á, nói kiểu ngày xưa đó thì người nay nó không chịu, bị nó đang tin ở bên ngoài, mà nói mà nó xây về nội tâm lại hồi nó buồn ngủ, nó chán nản, thấy không? Thành ra ngày nay á, mà chỗ nào mà vui vui mà nói trên trời dưới đất, nói cử cắt tồn còn, tử con tôn cháu lục sáu tâm ba gia nhà quốc nước tiền tước hậu sao, ngu trâu mã ngựa gì đó là nó tập trung đông lắm, mà nói thẳng thần nó không bao nhiêu. Đó là thời đại thầy. Đó là theo thời đại rồi thầy ơi, đó thầy phải chấp nhận rồi. Bây giờ nó văn minh lắm, cái em gì ơi. Nó càng nghĩ tuân ra ngoài để nó đè đầu đè cổ được thì càng tốt, chứ đâu có ai nghĩ là mình giải thoát đâu thầy. Mình thầy còn muốn sống thêm dài nữa. Mà bây giờ tôi không biết cái ông gì mà lúc mà chạy qua bên này, ông gì Ngô Đình ông phải ông gì cuối cùng ông gì Thiệu, không tôi không biết ông Thiệu cái gì, tôi không biết dù chế độ hay là cái gì, tôi không bàn chính trị nha. Nhưng mà tôi nhớ cái bữa phát biểu ông hồi thời mà Phúc không biết ở đâu bên Cali nó mời ông có năm nó phát biểu, ông nói cái suy nghĩ của tôi thời bấy giờ, tôi biết là coi như không việc không xong rồi, buộc lòng tôi phải nhường cho ông Trần Văn Hương. Cái suy nghĩ của tôi bấy giờ, chứ không phải tôi suy nghĩ đâu, cái suy nghĩ của tôi thời bấy giờ. Mình mới thấy là cái văn tự của người xưa và cái văn tự của người nay á, nó hoàn toàn nó một trời một vực hết. Rồi đó là nói đời thì nói đạo, cũng nói đời cái rộng ra về mặt xã hội, nói hẹp về mặt gia đình thì cách cha mẹ giáo hóa con, thầy trò thầy giáo hóa trò, rồi tới cái cách đạo cũng vậy thôi. Thành ra mấy thầy cứ dạy hướng ra chứ không dạy hướng vào, thì làm sao mà Phật tử nó thống nhất nhau được. Thành ra mấy thầy mới dạy vậy thì nó đạp đổ lẫn nhau, thầy tôi, thầy ta, thầy này kia. Nó còn cái chữ của vậy chứ nó nhẹ hơn cái mất cái chữ của. Dầu rào ông Võ Đình Cường có nói câu á, bao nhiêu triết lý đồ sộ của đạo Phật chỉ nhằm đánh đuổi cái chữ của ra khỏi não mọi người. Nhưng mà cái chữ của nó đứng trước á, nó còn dễ lắm nha. Nó còn nhẹ hơn mất cái chữ của, nhẹ hơn mất cái chữ của. Bởi vì của dầu gì nó cũng là sở hữu. Còn mà không có chữ của là tôi không, đó là nó nặng, phải không? Thay vì là suy nghĩ của tôi như vậy, có nghĩa là mình còn lưỡng lự, mình còn có một cái phân vân để mà mình cho ta góp ý. Cái do riêng mình thôi, cái đó của riêng mình thôi, chứ không phải của chung. Còn thầy có tôi không là của chung hết. Tại sao hôm nay nó ok rồi.